Hôm nay con sẽ là trọng tài của buổi lễ bốc thăm. Rồi. Rồi. Con mời ông bà, con mời các bác, con mời bố mẹ, con mời cô chú bốc. Quá chuyên nghiệp luôn. Người đi đầu hay tịt lắm. Này này, anh đừng dùng cái đòn tâm lý mà dọa nạt tôi nhé. Không ăn thua gì đâu. Thôi thôi thôi, ông đè lắm, ông để đấy tôi bốc cho. Cái gì thưa bà? Thì ông cứ để đấy tôi bốc cho nào. Bà làm quá, bà vớ vẩn này. Đây các con chứng kiến nhá. Hôm nay bà đã nhường quyền cho tôi để giải quyết cái việc gia đình này. Bà nhường cho tôi. Thế bây giờ bà nhường cho tôi thì phải nhường cho chót. Thế bây giờ nửa chừng bà lại cướp công của tôi à? Thôi tới bà ngồi yên cho tôi nhờ. Nhà to. Từ hắn mở ông ạ. Nó ở đây rồi. Đúng rồi. Đấy, bây giờ mời các nhà bốc đi. Còn đâu nữa mà bốc. Không đổi cái này. Cái này. Đổi cái này. Không phải ông kiểm tra. Ông đưa tôi. O này. To này. To rồi. Ông to rồi. To này. Bảo rồi mà. Ố, không. Không to. Không to. Thôi, ông cứ ở phòng. Niềm vui nhân đôi thế này. Đến lượt con. To rồi, em cũng to rồi. Đây. Ui, to này, đây. Đây, to đây, này, to đây. Trắng này. Trắng tinh luôn. Ui. Trắng tinh luôn, chân này ơi. Trắng chân rồi, phòng to. To. Phòng không to. Trọng tài sẽ đi viết này hả, trọng tài? Và bây giờ thì còn vô cùng chắc chắn về lá phiếu của mình. Nào. Ai mới viết thêm chữ không vào ạ? Không phải con. Mẹ xin lỗi lòng. Mặc dù mẹ đã cố gắng hết sức, nhưng mẹ không thể lấy được cái phòng to hơn dành cho con. Cười cái gì? Tại sao hồi nãy cái lúc bốc thăm mình là đàn ông, mình là đứng trượng phu, mình nói là mình làm. Tại sao hồi nãy mình đã nhấc được cái lá thăm này thì mình phải đàn ông, đại trượng phu, mình nói cái gì mình phải làm cái đó, mình đã nhấc cái đó thì mình phải lấy. Tại sao lại để cho một người phụ nữ không biết một cái gì trong cuộc đời này bảo là đổi cái tờ này đi xong mình cũng đổi theo? Mình phải có chính kiến chứ. Mình phải có chính kiến chứ Thành. Tại sao lại đổi cái này xong bây giờ chồng với cả con, mẹ rất đau đớn mà bố của con như thế, con này có đau không? Dạ, con có ý kiến thế này ạ. Vợ chồng con ở phòng đó cũng thấy thoải mái. Với lại cây cối bày đặt trang trí, bọn con cũng không muốn chuyển. Nhà chú Thành với Hà thì có bé Long nên cần một không gian rộng lớn hơn. Con quyết định là con sẽ nhường cái phòng này lại cho Thành. Nhường phòng cho em thật ạ? Phòng to này, đọc đi con ơi. Chị Phương ạ, em cảm ơn chị rất nhiều vì đã nhường phòng to lại cho em. Em cảm ơn chị đã nghĩ về tương lai quan hệ chúng ta, đã tặng cho cháu một cái phòng rất là to, một cái môi trường phát triển thật là tốt để cháu có cơ hội được lớn lên một cái tốt đẹp hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Long ra đây xin cảm ơn bác đi nha. Vâng. Cảm ơn chị.
bác cho một cái không gian lành mạnh để phát triển, để lớn lên cố gắng trở thành người tử tế con nhá. Vâng ạ. Dạ con cảm ơn mọi người đã cho con cơ hội này.